Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em đi. Lòng em không có, cuối cùng anh mất cây cầm. Nếu mà có cây búa, anh sẽ nện nát cây cầm. Vì nhớ nhung đặc quánh, giờ nó khô thành con lông. Chúng ta rồi sẽ có cây đĩa đi dài. Phải tự hợp lấy mọi thứ vì anh làm chủ anh biến thôi mày. Câu chuyện của chúng ta bỗng trở thành một câu chuyện hài. Vì cách mà em gọi anh cứ là thành cả giấc hài. Phía xa thành phố người ta đã đốt đèn đường. Mỗi buổi xưa làm anh thấy thật thèm thuồng. Ai muốn gì mà anh như là muốn đồng thau hết. Như là giỏi thì em chỉ giỏi khăm vào nhau. Hé cửa sổ ra mà xem, có một chàng thi sĩ đang bị có ba em. Cây cà rem mát ngọt tự như thân cà rem. Anh ta sẽ đứng. Hồi đó chuyện âm đục như nó hơi có cỡ. Đều anh còn đang hộp tới mức gây mắc cỡ. Ta đều không biết có kịp bởi sao đám mây sắp nở. Trò chơi trốn tìm ngày đó sau nghịch giờ. Ta săn bắn nhưng chúng ta đang hái lượm những cõi mơ. Ta gieo trong cái ước mộng thứ mà lấy đi nhiều. Thì giờ ta đào những cây hố mà không biết món là cây hố. Để rất lâu sau này ta yêu con mày nhận ra không phải tất cả chúng ta đang biến hoa để có đơn. Gọi tên em làm anh mất giọng hoài. Hệt như là một giấc mộng dài. Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau. Đâu?